Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ngọc và Pho nha. Hôm nay mời các bạn cùng đi lấy xe với Ngọc nè. Bây giờ hai chồng chạy ra hãng để lấy. Hãng cách nhà Ngọc chắc khoảng nửa tiếng các bạn. Chạy ra ngoài lấy xe. Thì kỳ này mình order chạy gần nhà thôi, mình chạy để mình đi lấy cho nó dễ. Chứ cái la của Ngọc thì phải chạy tú rồi xuống Austin đi tiếng mấy đồng hồ. Hai tiếng thì rưỡi, gần 3 tiếng. Hôm nay mình đi đây gần 25 phút, 20 phút nữa. Hôm nay mình đi chỗ này gần thôi, gần nhà Ngọc thôi, không có xa lắm đâu. Đó, bây giờ Ngọc chở Pho ra ngoài lấy các bạn. Hẹn hôm bữa giờ lách Thái Lan này làm ăn ngộ lắm các bạn ơi. Cứ lắc nhắc hẹn Ngọc là ngày xong rồi cái là ngày kia nó về, xong cũng nhắn tin cũng này kia nọ mà cũng chẳng thấy về. Cuối cùng là đúng ngay cái ngày mà đọc lần đầu tiên nó nói là nó cho mình cái ngày đó là cái ngày đó. Còn mấy lần kia là nó cứ nhắn tin cho mình rồi xong rồi cái hẹn giờ, hẹn tùm lum giờ hết. Lúc hẹn giờ này, lúc hẹn giờ kia, lúc hẹn giờ nọ. Công nhận. Không, nó hẹn giờ mình là 11 giờ rưỡi ở đó, 12 giờ. Nhưng mà mình á thì mình muốn sớm hơn, xong rồi để mình xong mình đi ăn nước là khác vậy. Thì nó không cho, nó vẫn show trong cái app của hãng Tesla là 11 giờ rưỡi. Nhưng mà đến lúc mà đến cái ngày mình đi lấy thì nó lại chấp nó kêu là 8 giờ. Sao khùng gì sợ luôn. Tesla này làm ăn mệt lắm. Đến cái ngày mình lấy rồi ông nội ta cũng trở tay không kịp, mình cứ nghĩ là 11 giờ rưỡi, 12 giờ mình ngủ. Đến sáng sớm ra đúng nó kêu 8 giờ nó kêu chết. Lộn xộn đùm đùm. Thì bây giờ là gọi lên nó kêu là lấy lại giờ cũ. Giờ đâu có kịp gì đâu. Bây giờ phải đi nè. Kẹt xe quá trời. Các bạn giờ đi vô nè các bạn. Chói mắt quá. Xe về quá trời còn Ngọc. Không có chỗ đậu xe luôn. Xe về quá trời cũng này. Lan nay về quá trời luôn. Hả? Thế Lan nay về quá trời luôn, không có chỗ đậu xe luôn các bạn ơi. Dễ sợ luôn á. Đông quá trời đông. Đâu mà. Xe giờ quá trời xe. Wow. S kìa. Anh này cũ. Vô service. Service truck màu đen. Service truck màu đen. Nè màu blue nè các bạn, blue quá trời luôn nè. Các bạn mua xe màu gì, màu blue hay màu gì? Màu xanh. Không phải màu lưu mà màu xanh. Bây giờ đi vô pick up. Quá trời xe luôn các bạn. Hả? Xe nhiều quá trời luôn. Đi vô cổng này nè Ngọc ơi. Đã. Vô nước gì không? Vô khu vực pick up. Có Ngọc ai? Đi có ai hết trơn vậy? Trời ơi, các bạn ơi, Ngọc mới vừa đi ra ngoài chỗ của Thanh La. Hôm nay người ta hẹn Ngọc là đi ra lấy xe. Mà dốt cuộc các bạn biết làm sao không? Làm Ngọc phải thay đồ lại để Ngọc đi chùa. Kể cho các bạn nghe, muốn tâm sự với các bạn chút xíu. Tình tâm hả? Trời ơi, các bạn coi, nó hẹn mình là mấy tuần rồi. Mua xe gần 2 tuần rồi, nó hẹn mình là cái ngày hôm nay là đi ra lấy. Sửa sáng, hai chồng lùm xộn là la, make up everything đồ. Đi rước con trai mừng, hớn hở, dốc cuộc ra cho đã rồi. Cái là người ta nói là, ủa mày không có nhận email hay sao vậy? Nó ủa không, message, thôi gửi message cho Pho với lại gọi điện thoại. À. Mà Pho không thấy, mà chưa có 1 tiếng thôi. Xong rồi, có cái mình đi vô trong đó. Mở ra mà trong có vòng có 1 tiếng à. Thì nó đó. Gửi cho mình, nó nói cho mình là xe mày chưa có về tới. Xe về rồi. Nhưng nó chắc nó phải clean up hay là này kia nọ ở chỗ xa về á. Thì nó muốn là chỉnh chu trước khi nó giao xe cho mình. Nó phải đánh bóng hay whatever, Ngọc không biết. Nhưng mà ít nhất là họ phải thông báo trước 1 ngày, không hiểu không? À. Họ thông báo trước 1 tiếng rồi, họ sao kịp. Vô, nó nói là chưa có xe. Xong rồi nó nói là xe của mày đã về tới ở hãng rồi. Cái tụi Ngọc đòi đi vô coi mà người ta đâu chịu. Người ta nói no, cái đó là private. Nó hẹn Ngọc trở lại. Nó kêu mình về đi rồi trở lại thêm mấy ngày nữa phải không con? Mấy tuần nữa, 3-4 ngày vậy đó nhớ.
4 ngày, 5 ngày nữa. Bực quá, về thay đồ ra. Ngọc đi chùa, các bạn đi chùa xong giờ hơi sẵn ghé Costco đi vô lạng lạng có gì lạ không nè. Nhưng mà đi chùa Tịnh Tâm hả? Nhưng mà cái cách làm ăn của Ngọc, cách làm ăn nó là sao đâu á. Ngọc nói thiệt á, bực bội Ngọc, tại Ngọc. Vì người ta không có ngoài đi lơ, cho nên người, cho nên mình á hả, cứ cái gì cũng phải là cho nó nắm mình trong tay. Mình không có nắm được cái gì, nó nắm mình trong tay. Nó muốn đưa đưa, nó không đưa là chuyện của họ. Thông báo quá trễ, Ngọc hiểu không? Ừ. Thông báo chứ có 1 tiếng à, đâu có làm được cái gì. Trời ơi, mệt dễ sợ luôn. Pho còn chưa kịp check cái message với lại cái phone họ gọi cho Pho nữa. Vậy á. Rồi. Tới đó trời hụt hẫng, cái kết rất tồi tệ. Ai? Bạn biết không? Dưới Ngọc sông Ngọc. Ngọc bực quá, Ngọc nói với Pho thôi về. Đi về giờ, đi về thay đồ xong rồi hai chồng ghé đi chùa, đi chùa cái. Cho Tịnh Tâm. Đi tôi cho nó Ngọc. Bớt bực ra. Ngọc, Ngọc biết sao không? Cả đêm qua Phong ngủ được. Sao tự nhiên đứng đây vậy ta? Nôn quá bạn biết không ạ? Nôn quá. Cả đêm trời nôn quá không, không ngủ sự được. Lúc mà order cái xe xong có cả nhà hai vợ chồng ngủ không được luôn các bạn ơi, nôn quá. Nôn dễ sợ, cuối cùng đi lấy trời. Nông, trời ơi, đợi chứ đã đi vô. Chưa, Ngọc biết sao không Ngọc? Thấy cho bạn nghe Ngọc. Là lúc trước á, trước khi đó mình có đi mua chiếc xe mà chiếc xe plat của nó, mà lúc mà mình nhớ là mình đi chơi sang LC không? Dạ. Trước khi bán xe anh Khương không? Dạ. Đó là Pho Ngọc tới. Ừ. Chiếc xe đó chiếc xe mới bạn. Chiếc xe mới nó có chừng ngàn mau thôi. Mà đời 23. Mua đâu kịp. Họ bán. Ngọc nhớ cái chiếc đó rồi. Trời ơi, nó rất là good luôn. Kêu Pho nha, Ngọc nói rồi, lúc mà Pho gọi cho Ngọc á, là xe trên Thách La. Pho canh mỗi ngày luôn các bạn. Khi mà cái xe mà nó, dù có xe nào mà nó đẹp mà vừa ý mình là mình bụp liền. Ngọc nói, lúc Pho gọi qua cho Ngọc, Ngọc nói ok, đặt cọc đi. Mà Pho nói là đòi đi ra ngoài chỗ nói chuyện với người ta, đồ này kia nọ. Trời, mất Ngọc mấy sao? Tiếng đồng hồ. Ngọc biết sao? Ra ngoài đó mình hỏi xong cái xe make sure là như thế nào, là tình trạng như thế nào, tại họ để trên cái họ để trên mạng. Ngọc listen, lúc mà họ để trên mạng á, họ không có nêu rõ hết là xe nó có bị chày chỗ hay không, Ngọc hiểu không? Họ chỉ để sơ sơ thôi. Mình muốn ra mình hỏi cái detail cho cái tụi mà bán xe bạn, để họ rành hơn, họ sẽ cho em biết là xe bị cái gì, bị cái gì, Ngọc hiểu không? Còn mình mua trên mạng mình chỉ biết được chút ít thôi. Mà khi mà ra tới đó xe bán rồi, trời đất thì ơi đó. Mà lúc mà Pho nói với Ngọc cái xe, Ngọc nói là good đó nha, mua đi, bỏ cọc liền đi, để lỡ như mình có bị hút thì cũng không mà bạn không biết không á bị. Bạn biết là Pho với Ngọc, Pho nói Ngọc là chiếc xe này được á, là Pho Ngọc chạy ra liền luôn, không kịp, nhanh lắm, dễ sợ. Ngọc kêu Pho là mua đi, bởi vì cái chiếc sau này nè các bạn, vừa nói là bụp liền, làm liền chứ sợ mất nữa các không, bạn không dám chạy ra ngoài hả? Không chạy ra ngoài mà cũng chạy ra ngoài coi mà. Thì có, nhưng mà ý đó là liền, lắm liền. Không, chạy ra ngoài, biết. Biết mà không làm liền là người ta dịnh rồi. Nhưng mà lúc kia là chạy ra ngoài, họ vẫn còn xe. Chiếc sau này vẫn chạy ra ngoài, Ngọc. Nhưng mà chạy ra liền. Cũng như trang lần trước thôi, nhưng mà hơi là lúc kia còn xe. Nghe hả? Tại vì Pho vẫn muốn biết là cái xe như thế nào. Pho muốn biết cái detail hơn bạn. Lúc mà mình mua trên cái app á, mua trên mạng á, thì họ không có nói mình nhiều về vấn đề đó. Ngọc hiểu không? Thành ra là Pho muốn hỏi. Mà chiếc xe mà Pho tính mua lúc trước là nó mắc hơn nhiều, mắc hơn chiếc này. Mắc hơn chiếc này nó sẽ là 80 mấy ngàn. Tám mấy ngàn mà phải thấy có ngàn mau bạn, mình ra thích quá. Mà nó có nhiều option, nó có luôn cái full self driving nữa bạn. Bởi vậy? Xe quá good deal bạn. Good deal luôn á chứ hả? Ra 10 mấy ngàn. Mà ra mua không được. Mà bây giờ Ngọc kia phải chờ những chiếc giống vậy đi, có deal đi. Còn không thì mua chiếc xe mới. Nhà mua chiếc xe mới mà mua chiếc xe giống vậy cả 100 ngàn. Còn chiếc này có 80 ngàn, 82 ngàn thôi. Pho mới thấy cũng đưa, không mới chờ. Nhưng mà bữa giờ chờ hoài em thấy bực quá, bực luôn chiếc này luôn. Chiếc này có 6 ngàn mau thôi, Ngọc nói chiếc này được rồi, không sao hết. Không sao đâu, Ngọc nói với Pho rồi các bạn. Pho cứ chạy chiếc này đi, mà Ngọc chạy chiếc quay của Ngọc thời gian. Nếu mà đó, Ngọc cảm thấy mà Ngọc thích chiếc Blast của Pho thì Ngọc sẽ đưa chiếc quay của Ngọc đưa Ngọc, cho Ngọc, Pho. Ngọc. Tại Ngọc nói về Pho mới mua đó. Mà tại sao Ngọc? Offer quá good luôn, các phải, bạn thấy Ngọc tại offer sao, good không? Tại sao? Là tại vì á, là Ngọc nói là Ngọc sẽ chạy chiếc này sau này đúng không? Thành ra là Pho mua chiếc này cũng ok với Pho đi. Thì sau này Pho chờ chiếc xe mà thế hệ mới của thằng Black ra.
chắc chắn là 1 năm 2 năm nữa maximum nó sẽ ra. Vậy hả? Nó sẽ ra. Chiếc xe này cũng thời từ 21 rồi Ngọc. Ngọc thích chiếc xe của Ford. Ngọc 24 năm rồi. Bởi vậy Ngọc nói các bạn Ngọc thấy màu xanh đó, Ngọc kêu Ford mua màu xanh đi. Thực ra màu không phải là màu xanh đó, không phải là màu của Ford. Ford thích màu đỏ các bạn. Mà Ngọc thì Ngọc thích màu xanh, cho nên Ngọc nói thôi Ford mua đi, đặng có gì mai mốt có gì Ford đưa cho Ngọc cũng được. Thực sự chiếc này là Ford thấy như mua cho Ngọc không cho Ford đâu. Này á. Tại vì Ngọc nói là Ngọc còn đang hưởng thức chiếc quay. Đúng rồi, tại vì chạy một thời gian đi là chừng 2 năm thôi. Hỏi các bạn chứ hồi trước Ngọc cũng mua một chiếc rồi. Xong mới vừa có bản số về là Ngọc bán rồi. Mà chiếc này thì Ngọc đi cũng thích quá mà mình mới mua đây chưa được nóng đích. 2 năm nó đi. Là 2 năm nó đi chán chán đi rồi bán. Ngọc nói thôi từ từ đi. Thì chiếc Blast này sẽ là của Ngọc cho bạn. Cho Ngọc suy nghĩ. Chiếc Blast sẽ là Ngọc, rồi Ford sẽ mua một chiếc xe mới cáo brand new. Qua một chiếc brand new mà thế hệ mới luôn của hàng Model Plus, có thể là Plus Plus or something, có thể là nó sẽ ra Plus Plus. Lựa cho dữ vô, không chừng mốt chiếc Plus nó chạy dở hơn xe Ngọc mới đau nha. Thế nào dở xe Ngọc? Excuse me, Plus mà thua quay sao? Không, ý Ngọc nói với Phò là Phò mua chiếc Plus luôn, nhưng mà nhiều khi cái chiếc Plus của Phò chạy không bằng chiếc Plus của Ngọc. Ngọc đang nói vậy. Không dám đâu. Các bạn coi cuối tuần cái coi nè. Cái chợ gì mà nó đông Costco kinh. Costco đông chợ bá lửa luôn. Nó đông, ta nói thiệt tình là rất là quả bạn ơi. Mà đến giờ vẫn còn nóng. Nóng cái xe lấy không được, tức quá. Điên người thiệt cái chứ. Trời ơi, tới đó Ford Ngọc trong chết chân luôn. Tại Ford không quay phút đó là tại vì phút đó là muốn cãi lộn cho nó không có quay. Đông quá bạn ơi. Phút đó là Ford muốn cãi lộn với họ không quay bạn. Rất là tức. Tức đây là làm cho mình mất thời gian. Họ báo mình có 1 tiếng à, tại vì họ báo sớm hơn thì mình ở nhà cho rồi. Mình chạy ra thay đồ, bạn biết là Ngọc phải quay phim nữa. Ngọc phải quay phim, Ngọc make up đồ nữa. Chỉ make up một có xe gây lộn được, 2 cặp gây lộn luôn các bạn. Bực tới đây. Không, bực số 2 cặp gây lộn luôn bạn. Nói thôi quyết định đi chùa. Đi chùa xong rồi đi chợ là tâm sự cho bạn nghe cái câu chuyện là tại sao mà make up xe không được. Rất là điên luôn. Nhưng mà nghe Ngọc nói con cũng mát ruột. Ngọc nói là lúc mà Ford mua chiếc xe này á là Ford có vui lắm. Ngọc nói đừng có lo. Ngọc mua chiếc xe này là cho Ngọc. Nhưng mà cho Ngọc mượn chiếc quay chạy đó 2 năm đi. Rồi Ngọc sẽ bán, Ngọc mua cho Ford chiếc xe đời mới, thế hệ mới của thằng Model S Plus. Thì đó là tính sơ thôi. Thì Ford đã nói rồi, khi mà sau này có thể Ford mua lại chiếc LC mà thế hệ đời mới, hoặc là một chiếc gì đó Acura NSX, hay thấy là những cái xe gì Ford thích. Tại vì thực sự á, Ngọc biết sao, Ford rất thích chiếc Blast này. Nhưng mà Ngọc có chiếc Blast, Ngọc giữ chạy thì có thể chiếc khác sao Ngọc, hiểu không? Ford chạy lại xe sáng. Ford chạy xe Blast rồi á, mà mai mốt Ford đổi là mấy xe kia bảo đảm Ford hối hận. Thì Ngọc nó có chiếc Blast rồi. Hai chồng có chiếc là được rồi, thí dụ vậy thôi. Mà giống như hiện tại không biết sau này Ngọc có thay đổi không, chứ hiện tại giờ Ngọc chạy xe điện rồi các bạn, giờ kêu Ngọc chạy xe xăng á, Ngọc hơi bị không chịu. Xe điện sướng mà. Cái gì là biến chạy sướng rồi bạn. Thôi dụ hoài luôn á, thôi cũng thôi dụ Ngọc, thôi kêu Ngọc thôi chạy chiếc Mazda của Ford đi nó không. Ngọc chạy chiếc Mazda mà Ford đâu có bán chiếc LC. Ford không hề bán chiếc LC nha. Đúng không Ngọc? Phong xui với Ngọc luôn á, Ngọc mà chạy chiếc LC, chiếc Mazda rồi là ông Phong không bao giờ không bán chiếc LC. Các bạn thấy không? Phong thề suốt đời không bán chiếc LC. Kẹo bánh quá trời luôn các bạn. Ngọc bắt Phong bán, Phong bán. Ngọc cho 3 chiếc thôi, buộc Phong bán. Phong không hề muốn bán đâu. Ngọc sắp đi Việt Nam rồi mà Ngọc không thể nào mà mua hết đống này đem về Việt Nam được các bạn. Tại vì nó quá nhiều mà Ngọc rất là thích. Nè, sô-cô-la. Ngọc đẹp không các bạn? Này mình làm quà biếu cũng đẹp nè các quá bạn. Quá đẹp như tiền 6 bạc hả? 16 đồng. Mấy? 16 hả? 16 đồng. Đẹp quá. Nhưng mà nặng lắm. Sang quá hả? Nặng. Ngọc về được có 2 cái vali à. Nặng Ngọc lắm Ngọc các đi bạn. Ngọc về học, Ngọc phải đi Việt Nam, Ngọc phải lựa cái đồ này cho nó phù hợp chứ. Đúng rồi. Mà sô cô la bên Mỹ đầy các bạn, nhìn thấy ngon ha, nhìn hấp dẫn. Nói nãy giờ luôn các bạn tức mà tới giờ vẫn còn tức. Nhưng mà mình đi chùa mình nhẹ bớt rồi các bạn. Nhẹ bớt ra. Chứ giờ sao giờ? Giờ phải đợi thôi. Đợi vài bữa nữa mới có các bạn. Chừng nào có Ngọc sẽ cho em lên sóng nha các bạn nha. Em rất là đẹp trai luôn. Nhìn trên camera, trên màn hình không à. Chưa thấy ở ngoài.
chưa thấy ngoài xíu đẹp trai. La nè các bạn, giờ đi đâu cũng thấy la hết trơn. Đi đâu chưa, cũng thấy. Chưa ra ngoài sao biết em đẹp. Đi đâu cũng có thấy anh em mình không à. Thấy không? Hả? Chưa thấy em ngoài sao biết em đẹp. Nhưng mà mình nhìn thấy trên hình rồi, thấy đẹp rồi. Màu xanh là cái gì xanh là đẹp. Vậy cái hả? Gì xanh là đẹp mà cái gì của Ngọc cũng đẹp. À. Ngọc giỡn các bạn. Okay. Nhiều khi mình nói vậy thôi nhưng mà các bạn tưởng Ngọc chảnh lắm, nhưng mà nó có đâu. Ngọc giỡn á. Ok, bây giờ mình tạm biệt các bạn đi. Ok, thôi Ngọc xin kết thúc cái video ở đây nha. Hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye. Thank you các bạn.